Đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc quạt cầm tay hình bông hoa của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Mình sẽ cắt đến đây. Rồi, sau đó cái phần bên trong này mình sẽ cắt một cái đường chéo. Các bạn cắt như này nữa. Bây giờ thì các bạn sẽ mở cái phần cửa cánh đi ra, mở cái phần bông hoa này ra. Các bạn sẽ thấy đây là chúng ta sẽ có được một cái bông hoa năm cánh như này rồi đúng không? Cái này thì mình cắt sâu xuống một chút nữa bởi vì cái này nó nằm ở bên trong, thì khi mình cắt nó ra thì nó không được đủ cái độ sâu giống như là những cái phần thực ở bên ngoài đúng không? Các bạn mở nó ra này. Rồi thì các bạn sẽ dán cái bông hoa này. Sẽ dán những cái phần cánh hoa nhé, cố định với cái phần màu vàng này cho mình nhé, cái phần bông hoa màu đen nhé, chiếc quạt màu đen chứ. Rồi, và cái phần bên trong này nhé, thì các bạn sẽ đập nó xuống này, đập vào giữa cái bông hoa, cái phần cánh hoa ở giữa nhé. Cái phần cánh hoa cuối cùng bên này nhé, phần này thì cái quạt của mình nó hơi bé nên là cái mình cắt cái hoa này thì nó hơi mỏng một chút, các bạn hơi mỏng một chút. Rồi cái phần giữa này thì các bạn cũng dán nó cố định với cái dán cố định với cái chiếc quạt bên dưới màu đen nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái phần chiếc quạt đúng không, với cái bông hoa màu cam như này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần màu vàng nhạt nhé. Mình sẽ đi cắt cái phần màu vàng nhạt này để tạo thành cái hình ngôi sao nhé. Thì cái phần ngôi sao này thì cách gập tương tự giống như là khi các bạn gập thì các bạn cắt thành cái hình bông hoa nhé. Thế là mình cũng phải cắt từ hình vuông nhé. Cắt từ hình vuông này. Gập lên đây này. Gập phần này chéo vào đây. Gập lên đây và gập đôi nó vào. Sau đó thì mình sẽ cắt một cái đường chéo lên đúng không? Và chúng ta sẽ có được một cái phần ngôi sao có 5 cánh nhé.
đây sẽ là cái phần ngôi sao năm cánh của mình các bạn. Các bạn mở nó ra này. Sau đó thì mình sẽ dán cái ngôi sao của mình sẽ dán vào giữa cái bông hoa màu cam nhé. Sau khi dán xong thì chúng ta sẽ có được một cái chiếc quạt này với cái phần mềm màu đen và cái bông hoa bên trong màu vàng cùng với cái phần ngôi sao màu vàng nhạt nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.